Xin chào các bạn nè. Đây là đường Âu Cơ. Đường Âu Cơ mà đầu đường. Khu vực này là khu vực sầm uất nhất của đường Âu Cơ. Bắc bay nhà chợ Hòa Khánh, đối diện với chợ Hòa Khánh. Đường Âu Cơ, một con đường sầm uất buôn bán nhất. Rồi tôi ra đường Tông Đức Khang đây các bạn. Đây là đường Tông Đức Khang. Tôi sẽ về ngõ Bảo Quế. Rồi tôi sẽ về ngõ Quế. Rồi tôi sẽ về Điện Biên Phủ. Tôi tiếp tục đi các bạn nè. Tôi sẽ về ở Bờ Quế và qua đường Điện Biên Phủ. Rồi về về đường Nguyễn Tri Phương các bạn. Và Nguyễn Văn Linh rồi về đường Tháng 9. Hôm nay là chủ nhật, tối chủ nhật các bạn. Tôi chủ nhật ngày 19 tháng 5. Ngày 19 tháng 5. Hết tháng 5 là học sinh sẽ nghỉ hè. Mà học sinh sẽ nghỉ hè là mùa du lịch. Mùa hè là mùa du lịch. Nên Đà Nẵng sẽ tổ chức bán pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024. Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 là 8 tháng 6 là khai mạc đấy các bạn. Hôm nay tôi lại đi dạo các con đường Đà Nẵng về ban đêm. Trúng tối chủ nhật ngày 19 tháng 5 các bạn.
tôi chọn cái ngày đêm đêm chủ nhật cho nó đông nó vui, đêm nhật đông vui để đi trên những cung đường để chia sẻ các bạn xem. Đây là đêm 19 tháng 5 đúng chủ nhật, hiện tại là cỡ chừng 6 giờ rưỡi. Này, đường này là đường Tôn Đức Thắng. Đường Tôn Đức Thắng. Tối hôm nay tôi xuống đường 29, tôi sẽ làm đến nhà chợ đêm Holyo để làm cho các bạn một video riêng chợ đêm Holyo các bạn nha. Đây là đường Tôn Đức Thắng đây các bạn. Chúng ta bị lên cầu vượt Thọ Bồi.
bao ý, có vương có bao ý. Cầu vượt ngõ Bo Huế đêm 19 tháng 5 ngày nay là ngày sinh của Hồ Chủ tịch, ngày 19 tháng 5 các bạn nha. Ngày sinh của Bác Hồ, ngày sinh của Bác Hồ là ngày 19 tháng 5. Cầu vượt ngõ Bo Huế rồi. Chúng ta ngõ Bo Huế là chúng cầu vượt ngõ Bo Huế là đường Điện Biên Phủ nha. Ê, Điện Biên Phủ. Đường phố Đà Nẵng là đêm đồ cũng là cũng đông nghẹt người đi các bạn, đông nghẹt luôn, đường thì rộng nhưng mà người đông à. Giảm giá lên đến 80%.
tươi cũng xin tôi này buồn như lắm. Đây là đường Nguyễn Thị Phương. Rồi tôi sẽ rẽ tay về đường Nguyễn Quang Linh.
các bạn thấy là đường nó cũng đông nghẹt luôn. Công viên Nam Dương. Dọc theo cái đường này những cái quán nước giả khắc rất đẹp đơn còn. Rồi sẽ về đường 2 tháng 9 các bạn nha. Đây là đường 2 tháng 9.
Đây là đường 29 nha các bạn nha. Đây là cầu vượt đường 29. Đường cắt ngang là đường Chí Tăng đây các bạn nè. Toàn đẹp. Tôi sẽ coi có một vòng quanh cái quảng trường 29 tháng 3. Đây là quảng trường 29 tháng 3. Tối nay chắc có nhật nước nè. Mà tôi không làm video bởi vì nhật nước này tôi đã làm nhiều lần rồi. Tối nay không làm được.
Rồi, tôi sẽ qua đường này. Đây, quảng trường 29 tháng 3. Bên kia là tượng đài Hơn Chính. À, còn là phía trước tôi là cái vòng quay mặt trời. Đây, tôi sẽ về chợ đêm Holyo. Tôi sẽ làm một video cho các bạn xem chợ đêm Holyo. Chợ đêm Holyo này lâu lắm rồi tôi không làm. Nay tối nay tôi sẽ làm một video. Khả năng đến ngày 1 tháng 6 à. À. Một cái là để thiếu nhi á. Tôi sẽ làm video tiếp về cái chợ đêm Holyo này. Tôi sẽ vô chợ đêm Holyo làm một video. Chợ đêm Holyo quá đẹp luôn. Chợ đêm Holyo quá đẹp luôn. Đây, video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. À, các bạn video sau. Rồi, xin chào.